Vào tối qua, đội tuyển Việt Nam và Hàn Quốc đã có trận đấu chính thức đầu tiên của mình cho chiến dịch ASEAN và trận đấu giao hữu giữa hai bên. Với sự chênh lệch rõ ràng về sức mạnh của hai bên, thì chiến thắng là điều chắc chắn dành cho cô ma của các học trò. Những sự lựa chọn gì của huấn luyện viên Sọc đã phần nào khiến cho những tuyển thủ Hàn Quốc bị bất ngờ. Thế nhưng vẫn chưa đủ để Việt Nam có được ưu thế trong giai đoạn đi đường. Thậm chí họ còn có phần bị áp đảo ở khu vực đường dưới. Sau khi giai đoạn đi đường kết thúc, Hàn Quốc bắt đầu phát huy thế mạnh về mặt rồ. Họ triển khai thế trận snowball một cách cực kỳ chặt chẽ và không cho Việt Nam bất kỳ cơ hội nào để phản công. Sau 22 phút thi đấu, Hàn Quốc giành chiến thắng với tỷ số áp đảo. Trong bảng đấu thứ hai, Hàn Quốc đã đè nát Việt Nam ngay từ những phút đầu khi Kanavi thi đấu quá xuất sắc với con bài Nidali, liên tục có được những điểm hạ gục đầu trận. Áp đảo về mọi mặt, Hàn Quốc dễ dàng nghiền nát đối thủ chỉ sau 17 phút thi đấu. Như vậy, đội tuyển Việt Nam đã phải nhận thất bại 2-0 trước Hàn Quốc trong trận giao hữu trước thềm ASEAN. Tuy thất bại ê chề là vậy, nhưng đây là cơ hội quý báu để những tuyển thủ Việt Nam có cơ hội được cọ sát với những tay chơi hàng đầu thế giới. Khác với những trận đấu bình thường, thì trận chung kết tổng VCS Hoàng Hôn được tổ chức khá nhiều buổi viewing party. Do đó, một số MC như Medora, Harry Mai cũng phải đến các buổi viewing party để dẫn chương trình. Còn MC Minh Nghi đã có mặt ở nhà thi đấu VCS để giới thiệu cũng như phỏng vấn các tuyển thủ. Người hâm mộ đã nhận ra cô có phần thiếu năng lượng so với mọi khi, vậy nên đã khuyên cô nàng nghỉ ngơi nhiều hơn để tránh ảnh hưởng sức khỏe. Và lúc này chính Minh Nghi cũng đã tiết lộ về tình hình sức khỏe của cô. Cảm ơn em nhiều, chị sốt cao 4 ngày liên tiếp rồi á, nên hôm nay chị hơi tả. Dẫu vậy, sau đêm chung kết, nữ MC vẫn chưa hề bình phục. Streamer Bowman cũng bất ngờ thông báo về tình trạng của vợ mình. Tình hình là bạn mèo nhà tôi ốm không nhẹ, giờ đang phải nhập viện. Xin phép anh em tôi off vài hôm nhé. Ngay bên dưới các bài đăng và thông tin Minh Nghi nằm viện, đã có nhiều fan gửi lời chúc sức khỏe, hy vọng cô mau chóng hồi phục. Mặt khác cũng có nhiều ý kiến cho rằng VCS đang thiếu sân khấu trầm trọng. Bởi nếu VCS Hoàng Hôn được tổ chức từ một nhà thi đấu lớn với đông đảo khán giả, khả năng cao các nữ MC sẽ không phải di chuyển đến các buổi viên party và Minh Nghi cũng sẽ không phải làm việc quá sức như hiện tại. Vào ngày hôm qua, G2 đã chính thức đánh bại Fnatic để lên ngôi vô địch LEC 2023 Season Final. Sau khi giải vô địch LEC kết thúc, Riot Games cũng đã tổ chức lễ bốc thăm bảng đấu cho vòng khởi đầu Worlds 2023. Trong đó, GAM sẽ có cuộc tái đấu với tình cũ Loud ngay từ vòng đấu đầu tiên. Tuy vẫn còn đó cơ hội ở nhánh thua, nhưng có thể nói, nếu GAM không thể chiến thắng đối thủ cạnh tranh trực tiếp của mình, thì Worlds 2023 đối với VCS xem như cũng kết thúc. Sau khi đối thủ Loud vô cùng bất ngờ tại MSI 2022, GAM nói riêng và VCS nói chung đã nhận rất nhiều sự chỉ trích từ người hâm mộ trong nước và khiến cho nhà vô địch giải đấu gần như sụp đổ, để rồi bước sang VCS Hường Đông. Mặc dù đã bàn về bộ đôi nguyên tử Slater và Palace ở khu vực đường dưới, nhưng bấy nhiêu đó là không đủ khiến cho người hâm mộ Việt Nam cảm thấy tự tin ở đấu trường thế giới sắp tới. Đáng nói hơn là khi gần như toàn bộ ngôi sao của VCS đến với World lần này đã phải trình diễn vô cùng khổ sở ở ASEAN. Theo thể thức thi đấu, toàn bộ các trận đấu thông thường tại vòng khởi động World 2023 là BO3. Những trận đấu trực tiếp giành vé vào vòng Thụy Sĩ sẽ là BO5. Trong đó, hai trận tranh vé vào vòng trong sẽ là top 1 nhanh thắng bảng A với top 1 nhánh thủ bảng B. Top 1 nhanh thắng bảng B gặp top 1 nhánh thủ bảng A. Bên cạnh đó, đối thủ đầu tiên của Team World tại Worlds 2023 sẽ đến từ một trong 4 khu vực lớn. Đó sẽ là đội giành chiến thắng tại Worlds Qualifying Series 2023. Trận đấu diễn ra vào lúc 11 giờ ngày 9 tháng 10 giữa VDS và GG. Theo lịch thi đấu được công bố từ Riot, vòng khởi đầu sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 10 tháng 10 tại Hàn Quốc. Về cơ bản, để tiến được vào vòng trong, mỗi đội tuyển sẽ phải thắng ít nhất 3 trận đấu, bao gồm 2 trận BO3 và 1 trận BO5. Vì chỉ có 2 tấm vé vào vòng Thụy Sĩ, vậy nên các đội tuyển tại vòng khởi động sẽ phải nỗ lực hết mình nếu không muốn sớm chia tay World 2023. Đạt được mục tiêu tại giải quốc nội, giờ đây GAM sẽ tập trung tập luyện và dồn toàn sức cho World 2023. Đây là cơ hội để thầy trò Hankai lấy lại vị thế, thể diện cho VCS sau thất bại nặng nề tại MSI. Trả lời phỏng vấn sau chiến thắng trước Team World ở chung kết tổng, CEO TK Nguyễn và quản lý Izumin đã có những chia sẻ về sự chuẩn bị cũng như mục tiêu của GAM. TK luôn muốn làm sao để mình có một đội tuyển tốt nhất, tại vì mong muốn của TK là làm những thứ từ xưa đến nay VCS chưa làm được. TK rất muốn làm sao để mình vào được top 12 cho Worlds mùa này, và TK cũng rất tự tin vì có team rất mạnh. Ngay từ khi thất bại tại MSI thì một trong những cái hối thúc tất cả các đội VCS là phải thay đổi. Không chỉ riêng GAM mà rất nhiều đội cũng đã có những sự thay đổi về mặt nhân sự. GAM là một tên gọi, là đầu tàu thì bọn mình càng áp lực hơn. Làm thế nào để có được những sự thay đổi tốt nhất và ngay bây giờ? Vì nếu như kết quả tại Worlds năm nay không ổn thì có rất nhiều vấn đề. Tại thời điểm đó, GAM đã phải cố gắng tìm những cái tên tốt nhất để đảm bảo được thành công tại Worlds. Izumin nói về sự chuẩn bị của GAM.
Sau 24 mùa giải lớn nhỏ trong lịch sử hình thành và phát triển của Liên minh Huyền thoại số 1 châu Âu từ năm 2023 đến nay, G2 đã ôm một tá cúp. Họ vừa dẹp Fnatic 3-1 tại chung kết tổng của vòng chung kết LEC vào rạng sáng ngày 11 tháng 9. Không chỉ hai lần liên tiếp lên đỉnh khu vực, G2 còn có lần thứ 5 tham dự thế giới với tư cách hạt giống số 1 LEC. Trang Dog Esports mô tả chiến thắng của G2 trước Fnatic đúng nghĩa là một chiều, ngay cả khi họ thất bại một ván đấu ở giữa loạt trận. Trung bình G2 chỉ cần 24 phút để đánh bại được Fnatic và họ đã ghi được tổng cộng 77 điểm hạ gục trong 3 bàn thắng. Điều đó có nghĩa là ở 3 ván đó, G2 đã ghi được nhiều hơn 1 điểm hạ gục mỗi phút trước đạt kỷ lục lâu năm. Với danh hiệu này, G2 một lần nữa xâm vai đại diện sáng giá nhất và cũng là niềm hy vọng số 1 của các fan LEC. Họ sẽ không cần phải tranh vòng khởi động mà được đặt cách tới thẳng thể thức Thụy Sĩ. Nhưng không giống như các năm trước, hạt giống số 1 không đảm bảo và sẽ né được các trận đấu với những ứng viên vô địch hàng đầu. Bởi lại thể thức Thụy Sĩ sẽ ghép trận đấu giữa các đội có thành tích giống nhau. Nghĩa là tất cả các trận đấu tại Main Event sẽ ngẫu nhiên, kịch tính và khốc liệt hơn rất nhiều. Ngoài G2 thì Fnatic hạt giống số 2 và Mad Lions hạt giống số 3 cũng sẽ vào thẳng Main Event. Ngoài trừ trường hợp của Team BDS hạt giống số 4, đội sẽ phải quyết đấu với Golden Guardians cũng là hạt giống số 4 của LCS vào lúc 11 giờ ngày 9 tháng 10 để xem ai là đội giành quyền vào chơi vòng khởi động.